Thông báo nhanh số 131 của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bà Rịa Vũng Tàu, bản cập nhật đến 18 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021, ghi nhận 42 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 9 ca, trong đó 3 ca ghi nhận tại khu vực cách ly tập trung, trong đó 1 ca tại khách sạn Hà Sơn, 1 ca tại trường tiểu học Tháng Tam và 1 ca tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, trong đó 5 ca tại phường Tháng Nhì và 1 ca tại phường Tháng Tam. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 2 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Long Toàn. Huyện Long Điện ghi nhận 22 ca, trong đó 10 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, trong đó 4 ca tại trường tiểu học Chu Văn An, 2 ca tại trường trung học Phổ thông Minh Đạm và 4 ca tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 8 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là những người về từ vùng dịch Đắk Lắk, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Phước Lâm, Phước Hưng và được đưa vào khu cách ly trung đoàn Minh Đạm, phát hiện dương tính tại đây. Huyện Xuyên Một ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 8 ca, trong đó 3 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 201. 4 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại phường Hắc Dịch một ca cộng đồng ở phường Phú Mỹ. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.365 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 74 ca, cộng dồn 2.756 ca tính từ ngày 28 tháng 6, tỷ lệ khỏi 73,9%. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.247 trường hợp, tăng mới vào 126% giảm, hoàn thành cách ly 201. Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Do đó, trong những ngày tới, tỉnh sẽ triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm theo nguyên tắc tập trung nguồn lực vào các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm ở các khu vực này. Cụ thể, đối với các xã phường thị trấn chưa có ca nhiễm hoặc đã qua 14 ngày không phát sinh ca nhiễm mới, sẽ tạm thời ngưng lấy mẫu xét nghiệm, giao cho chính quyền địa phương cấp xã quản lý chặt, bảo vệ vùng xanh, đồng thời theo dõi nếu phát hiện có những đối tượng bất thường thì nhanh chóng đưa đi xét nghiệm kịp thời. Tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư các khu vực có ca nhiễm, khu vực phong tỏa và vùng đỏ. Tại các khu vực lân cận, giáp ranh sẽ xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình, nhà ở, nhà cho thuê, nhà trọ, Do vậy, ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các địa phương dựa trên cơ sở nguyên tắc trên và căn cứ theo tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cụ thể của địa phương mình gửi về CDC để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của tỉnh và phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện. Đồng thời phối hợp với CDC tổ chức thực hiện đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đảm bảo an toàn hiệu quả. Đồng thời, trước diễn biến tình hình dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng và phương thức truyền thông số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến giáo viên, học sinh và phụ huynh trên toàn tỉnh vào lúc 7 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm Ban chỉ đạo tỉnh cung cấp thông tin của các đơn vị cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh thông qua app, website, ứng dụng trên nền tảng di động theo công văn số 2187 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Công thương về việc tiếp tục tuyên truyền về thời gian mở cửa và nhận đơn online của các đơn vị cung ứng hàng hóa. Đề nghị các địa phương chủ động tuyên truyền triển khai có hiệu quả việc mua hàng trực tuyến trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để người dân kịp thời nắm bắt